thưa quý vị từ ngày hôm nay, 22 tháng 3, các loại xe mới được miễn đăng kiểm lần đầu. Xe gia đình, xe cá nhân dưới 7 năm được kéo dài chu kỳ kiểm định đến 24 tháng. Bộ Giao thông Vận tải quy định xe chưa qua sử dụng miễn kiểm định lần đầu, tính từ năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ là dưới 2 năm. Chủ xe được cấp tem và chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không phải mang xe đến chỉnh diện. Bộ này cũng kéo dài chu kỳ kiểm định đầu tiên với ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải từ 30 tháng trước đây lên 36 tháng. Với xe sản xuất đến 7 năm, chu kỳ kiểm định được kéo dài từ 18 đến 24 tháng. Xe sản xuất trên 7 năm đến 20 năm, trước là 12 năm, chu kỳ giữ nguyên là 12 tháng, trên 20 năm thì giữ là 6 tháng. Với xe chở người các loại trên 9 chỗ có kinh doanh vận tải, chu kỳ đăng kiểm tăng từ 18 đến 24 tháng. Xe sản xuất đến 5 năm thì chu kỳ kiểm định tăng từ 6 tháng lên 12 tháng. Xe trên 5 năm giữ nguyên quy định 6 tháng kiểm định một lần. Nhóm ô tô tải các loại ô tô đầu kéo từ 20 năm trở lên. Ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người có thời gian sản xuất từ 15 năm trở lên, được kéo dài chu kỳ kiểm định từ 3 lên 6 tháng.